Chào các bạn Trong bài thực hành tổng hợp này Chúng ta sẽ sử dụng tất cả các kỹ thuật Mà chúng ta đã học trong các tuần trước đó Bao gồm các kỹ thuật về Lập trình HTML Lập trình CSS Lập trình CSS3 Lập trình HTML5 Và lập trình ARUD Để chúng ta thiết kế hoàn chỉnh Website tin tức các bạn hãy tham khảo mẫu website tin tức mà chúng ta sẽ thực hành. Thì về phần thiết kế giao diện website tin tức này thì trong tuần thực hành này chúng ta không bàn luận về phần thiết kế giao diện này. Kể như là về phần giao diện này thì bên bộ phận thiết kế giao diện sẽ đưa giao diện qua cho chúng ta và chúng ta sẽ lập trình HTML5, cs 3 đáp ứng chuẩn area để chúng ta tạo giao diện cho website tin tức và website này yêu cầu là chúng ta phải thiết kế bằng công nghệ HTML 5 CS3 và phải đáp ứng được chuẩn area có nghĩa là website của chúng ta phải chạy được trên tất cả các thiết bị còn về phần làm thế nào để làm website tin tức của chúng ta động thì các bạn phải học bên trong lớp lập trình PHP hoặc là lớp chuyên viên website lên nghề online còn về trong phần lập trình HTML5, CS3 và RFUD này thì chúng ta chỉ bàn luận về làm thế nào để chúng ta thiết kế được giao diện website tin tức mà chúng ta sử dụng các công nghệ mới HTML5, CS3 và RFUD. Còn về phần làm thế nào để thiết kế được giao diện website tin tức này thì các bạn có thể xem các tuần học bonus thêm về phần thiết kế giao diện website bằng phần mềm ADB Fireware 6 mà các bạn đã được bonus trong khi các bạn học lớp lập trình HTML5 CS3 JavaScript Online. Thì đây là giao diện mà chúng ta thiết kế. Đầu tiên thì các bạn hãy mở cái trang giao diện này lên trong phần download hoặc tắt kèm theo phần bài học và các bạn hãy dùng phần mềm Adobe Fireware 6 để các bạn mở lên Nhiệm vụ của các bạn là hãy lập trình để thiết kế lại giao diện này bằng công nghệ HTML5, CSS3, JavaScript. Thì đầu tiên, các bạn hãy tạo ra một thư mục để chứa các trang web mà chúng ta sẽ thiết kế trong phần bài tập này. Bây giờ các bạn hãy tạo một cái thư mục trên ổ đĩa D hay là ổ đĩa E của các bạn. Ví dụ ở đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục bài tập cuối khóa. Bây giờ các bạn hãy mở chương trình Adobe Reviver CS4 lên. Nếu máy bạn nào dùng Windows 7 trở lên thì các bạn có thể cài thêm phần mềm Adobe Reviver CC cũng được. Ở đây thì tôi sẽ demo trên phần mềm Adobe Reviver CS4. Các bạn hãy mở phần mềm này lên. Sau đó các bạn hãy vào menu site, chọn manage site để chúng ta tạo ra một website mới. Bây giờ để tạo một website mới thì các bạn hãy bấm nút new. Sau đó các bạn chọn site. Các bạn hãy đứng ở tab basic, các bạn đặt tên site vô. Ví dụ đây chúng ta đặt là bài tập cuối khóa. Sau đó các bạn bấm nút next chỗ này các bạn chọn no chúng ta không sử dụng công nghệ web động như là ASP, ASP.NET hay là BP hay là GSP thì đây là các công nghệ dùng để làm web động thì để làm web động được thì các bạn có thể tham khảo các lớp học về lập trình BP và lớp chuyên viên website là nghề online còn trong phần học này thì chúng ta chủ yếu là dùng công nghệ HT5, CS3 và UD để lập trình thiết kế ra giao diện các website sau đó các bạn bấm nút next tại một que on your computer thì chỗ này là nó hỏi chúng ta các trang web của chúng ta chúng ta muốn đặt ở đâu trên ổ đĩa cứng của chúng ta thì các bạn hãy bấm nút màu vàng này nút ra for file sau đó các bạn chọn ổ đĩa d sau đó các bạn chọn thư mục là bài tập cứu khóa các bạn chú ý là khi chúng ta chọn thư mục bài tập cứu khóa thì ở đây nó lại vào ổ đĩa d Do đó chỗ này các bạn tự gõ đường dẫn vào. Nếu bạn nào xài Windows XP thì không bị tình trạng này, còn nếu bạn nào xài Windows 7 thì chúng ta phải tự gõ đường dẫn vào. Sau đó các bạn bấm nút net. Chỗ một local network này thì chúng ta chọn no. Sau đó các bạn bấm nút net. Các bạn bấm nút don. Sau đó bấm nút don. Bây giờ chúng ta đã có được một website và trong website của chúng ta hiện tại chưa có gì cả đầu tiên thì trong website của các bạn các bạn hãy tạo ra một thư mục email để chứa hình ảnh một thư mục gs để sau này chứa các script một thư mục css để chúng ta chứa các định dạng của website và các bạn cũng tạo ra một cái trang web tên là index đây là trang chủ của website của chúng ta sau đó các bạn hãy mở trang index này lên các bạn chuyển qua chế độ code để chúng ta lập trình thì đầu tiên là các bạn phải chuyển cái cấu trúc trang chủ index html của chúng ta qua cấu trúc trang web html version 5 chấm để website của chúng ta sau này chạy vấn đề sale sẽ tốt hơn và nó sẽ load nhanh hơn thì đây là cấu trúc của trang web HTML version 4 chấm Thì đối với HTML version 5 chấm thì các bạn hãy bỏ bớt cái đoạn này đi Thì trong các bài thực hành trong tuần trước thì chúng ta đã có nói về cấu trúc trang web HTML version 5 chấm rồi Thì các bạn hãy tự chuyển các trang này qua Đối với thẻ Meta thì chúng ta chỉ khai báo đây chạc set bằng UTF-8 Chỗ này thì các bạn cần thêm cái dấu nhé đôi vào Trong thẻ title thì các bạn đặt tiêu đề cho trang web của các bạn sau đó các bạn lưu trang web của chúng ta lại bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các thẻ HTML version 5 chấm để chúng ta tạo giao diện cho trang tin tức này thì các bạn hãy tham khảo sơ qua về giao diện của trang này thì giao diện của trang tức này thì các bạn thấy là chúng ta thứ nhất là trên cái phần header trên này chúng ta có một cái logo một cái form để cho phép người dùng tìm kiếm tin tức rồi một cái chỗ tiêu đề là đặc biệt chuyên làm trang chủ để sau này cho người dùng bấm vào đây thì nó sẽ ghi nhớ bút mát lại trang của chúng ta và chỗ này là chứa các ô màu để cho phép người dùng chọn giao diện theo một cái layout màu mới thì khi nào các bạn học tới phần web động thì chúng ta sẽ học kỹ thuật này, còn tạm thời ở đây chúng ta thiết kế ra giao diện thôi. Và chúng ta cũng có một cái menu ngang nằm ở phía trên này. Chúng ta có một cái phần để chứa banner. Rồi cái phần ở giữa này là cái phần nội dung, chứa toàn bộ nội dung thì các nội dung này là bao gồm các tin tức thì bạn thấy ở đây nó chia làm hai cột chính cột bên trái là để chứa các tin mới nhất rồi cột bên phải là để chứa các quảng cáo các tin đọc nhiều hay là các chuyên đề tin tức phần dưới này là phần chứa các say map rồi ở đây có chứa các game online mới nhất và phần phía dưới cùng là phần footer chứa địa chỉ công ty của các bạn thì đó là về giao diện của trang website tin tức mà các bạn phải lập trình và thiết kế trong bài thực hành cuối khóa của các bạn hôm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái thẻ section để chứa toàn bộ phần nội dung của trang web của chúng ta thì cái section này chúng ta tạo cho nó một cái lát để sau này chúng ta định dạng cho section này ví dụ section đầu tiên là chúng ta đặt class cho nó là class wrapper thì cái section wrapper này là cái section chứa toàn bộ phần nội dung toàn bộ trang web này của chúng ta có nghĩa là cái section này nó bao quanh phần toàn bộ trang web chúng ta cần có một cái phần để chứa cái header phía trên này do đó chỗ này thì các bạn có thể dùng thẻ header của html version 5 chấm để chúng ta tạo Ví dụ đây là phần dùng để chứa header Còn phần header là cái gì trong đây thì từ từ chúng ta sẽ thiết kế sau Rồi chúng ta có một cái phần dùng để chứa cái menu ngang này Thì để tạo cái phần chứa menu ngang thì chúng ta có thể sử dụng thẻ navi dùng để định nghĩa cho phần menu của chúng ta bây giờ chúng ta cần có một phần dùng để chứa cái banner chỗ này thì banner này là banner quảng cáo hay là sau này chúng ta sẽ tạo các banner live show đặt phía trên của phần nội dung tin tức do đó chỗ này thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái thẻ section thì cái thẻ session này là dùng để chứa cái phần banner bên trong này thì cái section này thì chúng ta có thể đặt cái lát cho nó là ví dụ lát là lát banner còn cái menu này thì ví dụ chúng ta cũng đặt lát cho nó luôn Ví dụ cái lát này là cái lát menu ngang Sau đó là chúng ta cần có một cái section dùng để chứa toàn bộ phần tin tức này Cái section đó sẽ bao gồm hết tới cái phần này luôn Tức là cái phần chứa từ đây tới dưới phần trước phần size mép này thì chúng ta sẽ gom vào chúng ta cho nó vào một session ví dụ cái session này chúng ta gọi là session content tức là cái phần nội dung chính chứa các tin tức của chúng ta thì trong phần session content này chúng ta thấy ở đây là nó chia làm hai cột chính thì cột bên trái là chứa những cái tin tức mới nhất hay là những bài ảnh video mới nhất hay là những nhóm tin theo thể loại còn còn bên phải là chứa các quảng cáo hay là tin đọc nhiều hay là tin ảnh hay là các chuyên đề tin tức hay là video clip thì layout này là chúng ta chia làm hai cột trong các bài hình trước thì các bạn đã được hướng dẫn qua cách lập trình thiết kế giao diện trang web dạng là ba cột còn trong bài hình này thì chúng ta sẽ làm giao diện trang web dạng hai cột thì hiện tại các website trên mạng thường là người ta thiết kế layout web là dạng 3 cột và dạng 2 cột rất là thông dụng do đó trong hình này thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm nữa một dạng layout web dạng 2 cột chỗ này thì chúng ta sẽ định nghĩa ra một section ví dụ chúng ta tên cho nó là content Lab, có nghĩa là cái section này dùng để chứa nội dung bên trái và đây là cái phần nội dung chính bên trong website của chúng ta thì cái phần content led này là cái phần chứa nội dung cột bên trái này bao gồm các tin mới nhất bài ảnh video các nhóm tin theo thể loại và chúng ta có một cái cột bên tay phải cột bên tay phải là cột dùng để chứa các quảng cáo các tin đọc nhiều các chuyên đề tin tức thì đây là cột dùng để chứa nội dung phụ do đó chúng ta có thể sử dụng thẻ ở để chúng ta định nghĩa phần nội dung phụ bên trong website phía dưới cái section này phía dưới cái section content thì chúng ta sẽ định nghĩa ra một section nhỏ nữa dùng để chứa cái phần size map của website thì phần size map là phần định hướng của website để người ta định nghĩa ra bên trong website của chúng ta bao gồm có những cái đề mục chính nào tức là cái cấu trúc của website của chúng ta ở đây các bạn có thể sử dụng thẻ section và cái section này chúng ta định cái lát cho nó ví dụ như là cái lát say map còn phần bên trong nội dung say map này là gì thì sau này chúng ta sẽ thiết kế chúng ta đưa vào và phía dưới cùng này là chúng ta sẽ có một cái phần dùng để chứa địa chỉ công ty điện thoại email số phát địa chỉ website do cái phần này chúng ta gọi là phần footer phần copyright thì cái phần footer thì chúng ta sẽ sử dụng thẻ footer thì bên trong ngôn ngữ HTML version 5 thì nó hỗ trợ luôn cho chúng ta cái thẻ footer để dùng để định nghĩa phần nghĩa nghĩa của website của chúng ta đó là phần dùng để chứa cái phần copyright của website dù đây là phần copyright hay là phần footer của chúng ta các bạn lưu lại vậy là chúng ta đã tạo được cái cấu trúc website của website tin tức và cái cấu trúc này là chúng ta dùng HTML version theo phiên bản mới nhất 5 chấm để chúng ta định nghĩa ra cấu trúc website thì đó là bài thành hôm nay của các bạn là các bạn hãy thiết kế ra trang chủ index theo cấu trúc HTML version 5 chấm cho giao diện website việc chuyên nêu còn về phần giao diện website này thì các bạn hãy tải về các bạn tham khảo để chúng ta sẽ thực hành trong phần bài tập cuối khóa của các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lớp này thành công. Chào các bạn.